Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn cao điểm mùa nắng nóng, thì công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn kho tàng, trạm xưởng được các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang quân khu đặc biệt chú trọng và triển khai bằng nhiều cách làm hiệu quả. Phóng sự được thực hiện tại Tiểu đoàn 6, Cục Hậu cần Quân khu 5. Buổi luyện tập phòng cháy chữa cháy của cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Cục Hậu cần Quân khu. Trong nội dung này, đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Hóa, thủ kho quân lương thuần thục thực hiện các bước quy trình cứu hỏa ban đầu và vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Không khí khẩn trương nghiêm túc cho thấy tinh thần quyết tâm vì an toàn kho của cán bộ chiến sĩ tại đây. Trước khi mà chờ các lực lượng khác tới ứng cứu á, thì cái người mà chữa cháy ban đầu là không để cho đám cháy ở trong kho cháy lan ra cái đống khác nữa. Chúng tôi đặt hết cái tâm huyết, cái nhiệm vụ của mình và nâng cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời bảo vệ cái tài sản. Khi tham gia luyện tập thì bản thân tôi luôn xác định đây là một cái nhiệm vụ và công việc rất là quan trọng. Thì qua mỗi lần luyện tập, bản thân luôn nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm. Qua đó thì bản thân luôn chủ động nâng cao hơn nữa cái động tác kỹ lưỡng. Khi mà xảy ra tình huống thì bản thân sẽ có những cái tính chủ động hơn trong xử lý tình huống. Với nhiệm vụ kho tiếp nhận, lưu trữ, cấp phát vật chất hậu cần cho lực lượng vũ trang quân khu, dự trữ chiến lược cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, nên đây là nơi có khả năng dễ bắt cháy, nguy cơ mất an toàn cao. Do đó, trong thời gian qua, cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo hậu cần, phát huy phương châm 4 tại chỗ, Tiểu đoàn 6 luôn chú trọng nâng cao chất lượng luyện tập, giúp bộ đội thành thục các phương án phòng chống cháy nổ. Trên cơ sở cái nhiệm vụ là đơn vị kho hàng với cái khối lượng hàng hóa dự trữ trong kho là lớn, đặc biệt trong mùa nắng nóng, chúng tôi luôn xác định đây là một nhiệm vụ hàng đầu. Cấp tiểu đoàn tổ chức xây dựng lịch luyện tập mỗi tháng một lần, chỉ đạo cho các đơn vị đại đội là mỗi tuần một lần để anh em luôn nêu cao cái tinh thần cảnh giác và cái tinh thần trách nhiệm trong cái công tác phòng chống cháy nổ. Bằng tinh thần trách nhiệm, ý thức tự lực tự cường và nhiều cách làm hiệu quả, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 6 Cục Hậu cần Quân khu là đơn vị luôn giữ vững an toàn hệ thống kho tàng, không ngừng xây dựng kho chính quy an toàn chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong công tác đảm bảo hậu cần cho lực lượng vũ trang quân khu.